chúng ta đã có một tuần với nhau thì chị cũng nghĩ là chúng ta ít nhiều cũng có những cái kỷ niệm. Thì có thể là ngày hôm nay trong buổi tối này trước đống lửa trên bãi cát của Vịnh Hạ Long, chị cũng rất là muốn nghe cảm nhận của tụi em về những phần thi của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ngày mà các bạn ở trong Sài Gòn ra đây. Và chúng ta có ngày đầu tiên thi, đó là ba bộ môn phối hợp. Bạn nào về nhất cho phần đạp xe nhỉ? Vậy thì cảm giác của em như thế nào Kiên? Cảm giác của em khi về nhất của phần đạp xe thì rất là vui sướng. Vì những gì mà em cố gắng trong cái phần đạp xe thì đã được đền đáp bằng sự chiến thắng. Và em rất là vui vì mình đã vượt qua chính mình. Vâng, thì chúng ta cũng có chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở bên nhau. Thì đối với hai miền Nam Bắc thì luôn gắn kết với nhau. Tình muốn hỏi với các bạn ở Sài Gòn, khi mà chân ướt chân ráo đến với Hà Nội mà chưa biết gì về Hà Nội, thì các bạn làm như thế nào để có thể cùng gắn kết với các bạn ở Hà Nội, những khó khăn mà các bạn gặp phải trong quá trình cuộc thi thì không biết sẽ như thế nào nha. Lần đầu em tới Hà Nội thì em rất là nôn nao, không biết Hà Nội mùa này nó như thế nào, mà con người ở đây có tuyệt vời như là trong những cái phim mà em đã coi luôn. Ban đầu thì tính em thì rất là ít nói và rụt rè, nhưng mà em đã phải trong khi mà tới Hồ Tây á, thì trong nhóm trong ở lại ở Hồ Tây, khách sạn Hồ Tây, thì có hai bạn miền Bắc là bạn Quyền và bạn Liệu. Hai bạn rất là vui tính và hòa nhã bắt chuyện với em, và em cũng thấy vui, tự tin nói chuyện với tất cả các bạn. Nhưng mà nhiều khi không biết nói gì á, em chỉ nhìn mấy bạn thôi, không biết mấy bạn có nghĩ là em có ý đồ gì không nữa. Nhìn một hồi thì em cũng bước tới, nhưng mà cũng chưa dám nói gì đâu. Xong rồi mấy bạn mới hỏi, rồi cũng bắt chuyện vui vẻ, và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được gặp những con người tuyệt vời ở đây ạ. Em thì cái ấn tượng đầu tiên của em đến các bạn bắt là vừa ra khỏi cái cổng Hồ Tây là mấy bạn bắt tay mình rất là quý, vì mình nghĩ là cái hành động đó có thể mình chưa chắc là mình làm được nữa, tại vì mình không được thân thiện với mọi người lắm, em hơi bất ngờ. Còn văn hóa thì ở đây thì em thấy nó cũng thú vị, nó hơi lạ là sáng ra thì mọi người là uống trà là chè, thay vì là phải uống cà phê giống như trong Sài Gòn mình. Rất là lạ, em ngồi quán vỉa hè cái uống trà, ngồi cười hoài. Nghĩ là trà đá trong đó chỉ là mình uống cà phê rồi mình trà đá là chăm thêm thôi, không biết sao lại ngoài này lại dùng trà để mà uống buổi sáng. Sự thì nếu mà thật đó, uống trà buổi sáng là sẽ bị đau bụng cả một ngày, không thể nào uống được. Những người ở Hà Nội thật là hay nha. Tại vì anh này mỗi lần chưa ăn sáng mà đã uống trà xanh vô là lát là nằm nguyên một ngày luôn, không dậy nổi luôn đấy. Nó không biết sao nó bị giật hay bị gì không hiểu. Chắc anh cũng không trúng trà Thái Nguyên rồi. Còn phần thi quốc cao thì Tình rất là ấn tượng bạn Tuấn Anh. Thì hôm đó bạn ấy hoàn thành không tốt, nhưng hai tay của bạn ấy vẫn bị bầm hết trơn ở hai cánh bắp tay. Bạn ấy rất là cố gắng để mà chống đẩy để mà vươn lên khỏi xà. Hai tay của bạn ấy bây giờ đã vẫn còn bầm, mọi người có thể nhìn thấy hai bắp tay của bạn ấy vẫn còn bầm ở đấy, bầm hết trơn luôn. Thấy là rất là đáng để ghi nhận. Thưa ban giám khảo, là cái ngày hôm cái phần thi quốc cao đấy thì thật sự là em gần như là em chưa chơi bao giờ, nhưng mà sau khi được các bạn hướng dẫn thì em cũng rất là cố gắng. Em lại bị cái chấn thương ở cổ tay không cho phép em thực hiện cái động tác ấy. Thế là em bằng mọi giá và bằng mọi cách để em có thể em làm được động tác ấy thì em tì cái bắp tay vào, nhưng mà vẫn không được như ý mình. Thật sự là hôm đấy em cũng rất là thất vọng một chút, nhưng mà bù lại là em cũng đã cố gắng hết mình, cho nên là em cũng chả không có gì để ân hận về ngày hôm đấy. Từ đó thì để cho các bạn thấy như thế này, cái cuộc thi của mình á, tiêu chí không phải là bạn là chuyên gia về một cái lĩnh vực nào cả, bạn có giỏi cái vấn đề đó hay không. Cái mà chúng tôi nhìn nhận là cái mà tinh thần của các bạn,
vượt qua những thử thách đó như thế nào. Các bạn nam múa cầu còn ai đây không nhỉ? Nam múa cột lạ nha. Mà thực sự chia sẻ với tụi em, chắc tụi em những người thi thì cũng biết, nhưng mà Ngọc Tình và Diệp Lâm Anh không biết. Vì bộ môn múa cột mà bạn Hiếu được đến tận ở cuộc thi này đến tận ngày hôm nay. Mà nếu mà tụi em có thể nhìn được cái nét mặt của Hiếu khi mà Hiếu diễn tả môn múa cột. Đây đây, Nhi và Đinh Kim Châu, hai bạn nữ á, nhìn thấy Huy mà diễn tả cái nét mặt là hai bạn ngồi ôm cười từ đầu đến cuối bài. Và điều đặc biệt nữa, chị không biết là cái bạn đó biết cái lời bài hát hay không, mà các bạn nhớ bạn Nguyễn Văn Dương đúng không? Đấy, hai người tay trong tay lướt nè, xong hai người cặp mắt nhìn nhau. Em có thể diễn tả lại nếu mà chị cho một bạn làm bạn Dương không? Ai có thể đóng vai bạn Dương được vậy? À, đầu tiên là em phải tưởng tượng là làm cây cột chứ cái đấy nha. Cứ diễn đi. À, có nghĩa là đưa cái tay. Đi chéo với nhau. Đó. Kéo. Không. Đây. Vút tay ra, cái kéo tay ra. Xong nhìn nhau. Đấm đuối với nhau mới bằng cái ngón tay, bằng cái tay. Đây. Cái quan trọng ở đây là các bạn, khi mà chị chấm, cảm ơn Nam và Hiếu. Khi mà chị chấm phần thi này á, chị mắc cười là ở chỗ cái nét mặt của bạn Hiếu. Bạn ấy thể hiện y như là bạn đang đóng phim vậy đấy. Và đấy, em hỏi mọi người, bạn ấy múa cột kiểu đó, nó làm sao chị không cho bạn ấy vào được. Cái quan trọng là cách Hiếu thể hiện là cái mà bạn vượt qua cái thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Và từng phần thi bạn ấy muốn cố gắng là làm tốt nhất khả năng của bạn ấy. Thì ở đây ai cũng vậy đúng không nào? Và một cái mà chị cảm thấy rất là ấn tượng đối với cái nhóm mà không có ai trong nhóm họ biết bơi cả. Mà lại là nằm trong nhóm nguy hiểm nữa. Chắc mọi người biết là chị đang nói về ai đúng không nào? Thì thật sự trong cái nhóm nguy hiểm đó hiện giờ chỉ còn có một mình bạn Yến Nhi ở lại thôi. Vậy thì cho chị biết cảm giác như thế nào khi em biết được rằng là ban giám khảo đưa cho nhóm tụi em một cái thử thách rất là khó là phải bơi, khi trong khi là nhóm của em không ai biết bơi cả. Thì em có làm việc với Khánh một lần là vì Khánh chung nhóm với em ở bán kết. Còn Chiến thì thật sự lúc mà ban tổ chức gọi điện cho em không hề biết Chiến là ai hết. Em chưa có dịp làm việc với Chiến. Thì đến hôm đấy là cái hôm đầu tiên bọn em làm việc với nhau. Thì thực ra thì em biết là cuộc thi thì đội nào cũng muốn mình về nhất và ai cũng cố gắng. Nhưng mà khi mà trong cái cuộc đua đấy thì bọn em không ai biết bơi cả. Thì lúc đấy Chiến và Khánh có nói với em một câu là đằng nào thì chúng mình cũng quay lại rồi, không thể nào mà bỏ cuộc được. Cho dù là về bếp thì phải hoàn thành hết phần thi của mình. Đến cái lúc mà đạp xe thì Khánh về thứ hai. Lúc chạy thì em cố gắng, lúc đấy em đi giày rất là kích. Và mình chỉ nghĩ là cố gắng về thật nhanh vì Chiến nó không biết bơi. Về càng sớm thì nó được bơi sớm càng tốt. Nhưng đến lúc em về đến nơi thì là em về thứ tư. Và ngay lúc đấy thì Chiến nó có nhảy xuống bơi. Nhưng mà tất cả mọi người đây đều biết là Chiến không thể bơi được. Vì thế mà em cứ đứng bên cạnh cái dọc đường bơi của Chiến và cổ vũ là Chiến ơi cố lên.
Nhưng mà đến lúc cuối cùng thì Chiến nó bơi được một đoạn, nó phải dừng lại. Rồi sau đó nó bị trượt rút. Thì em còn nói với Chiến là lúc đấy thì tất cả các bạn khác ở các đội khác về sau và cũng đã hoàn thành hết phần thi của mình rồi. Phải mất khoảng tầm 15 phút sau khi tất cả mọi người hoàn thành phần thi thì Chiến nó vẫn bơi và nó bị sặc nước liên tục. Thì em còn nói với cả Chiến là thôi Chiến ơi, em bỏ cuộc đi, đi lên đây. Thì Chiến còn nói với em là em sẽ cố bơi nốt. Và thế là nó bơi hết cái chặng đường đấy. Và cuối cùng lúc lên bờ thì Chiến không trèo được lên cái bậc để lên bờ mà nó phải bỏ lên, sau đấy nó bị trượt rút. Và trong cái lúc đấy thì dường như là không có một ai quan tâm đến cái việc là Chiến nó vẫn chưa hoàn thành phần thi. Vì thế mà em cảm thấy rất là thương. Thì chị hiểu rằng là trong một cái cuộc chơi, trong một cái phần thi thì luôn có những người may mắn và những người không may mắn. Cũng như là sẽ có người chiến thắng và sẽ không chiến thắng. Điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta có tạm dừng cuộc thi ở đây, hãy nghĩ rằng chúng ta chỉ dừng một cuộc chơi nào đó và chúng ta sẽ cố gắng phát triển hơn để mà chúng ta có kinh nghiệm hơn, chúng ta có kỹ năng hơn để tham gia những cái cuộc thi khác, hoặc chúng ta tham gia chính cuộc thi của chính bản thân mình để vượt qua những cái thử thách cho chính bản thân mình. Có 5 phút để chuẩn bị ăn sáng, 5 phút nữa là 10 phút. Được chưa ông nhé? Đây là phần thăng tính điểm, mọi người cố lên. Nhanh lên. Nhanh. Bắt đầu đấy nào. Vậy, vậy 5 phút để chuẩn bị mới được. 5 phút để ăn sáng, đây là phần thi cộng điểm, nhanh lên. Lên trên, lên trên. Vậy chưa? 5 phút để chuẩn bị. 2, 3, 4. Mọi người dậy. Dậy. 5 phút để chuẩn bị. Nhanh lên. Đi. 5 phút để chuẩn bị và 5 phút ăn sáng. Đây là phần thi cứ tính điểm nha. Sao nó hồng này sao nó không chết vậy à? Mình luôn tính em nghiêm bằng á. Có 5 phút để chuẩn bị, nhanh lên. Hai đồ lên ăn sáng. Hai là ba. Có 5 phút để chuẩn bị và 5 phút lên sáng, lên lầu, nhanh lên. Đó là phần thi kính tính điểm nha. Ok ok. Nhanh lên, nhanh lên. Mọi người thức dậy, 5 phút chuẩn bị. Nhanh lên. Lên ăn sáng 5 phút nữa. Đây là phần thi kính điểm nha. Nhanh lên.
Mọi người đã sẵn sàng cho phần thử thách thể lực của mình ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Và mọi người biết là thử thách của chúng ta là gì không? Không. Đây vẫn còn là một điều bí mật, kể cả cho ban giám khảo nữa. Chỉ có một mình Annie biết là bài tập của các bạn sẽ như thế nào. Tuy nhiên nói trước, chúng ta chỉ có 30 phút cho thử thách của mình. Và quy định được đặt ra là chúng ta sẽ phải làm hết sức của mình. Bởi vì ban giám khảo Ngọc Tình và Diệp Lâm Anh sẽ là người quan sát. Nếu các bạn là những người bỏ cuộc hoặc nghỉ ngơi nhiều nhất sẽ được ghi tên vào. Đó là cái cách chúng tôi loại các bạn. Và hãy cố gắng thể hiện mình trong từng động tác và đúng kỹ thuật nhất. Được chưa nào? Trong mỗi bài tập, Annie sẽ giới thiệu mọi người động tác sẽ như thế nào. Được chưa nào? Rồi, và bây giờ tất cả chúng ta gom lại thành hàng dập như thế này giùm chị. Chị sẽ giới thiệu sơ bài tập này là một cái bài tập mà sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái giới hạn về fitness level của mình. Mọi người sẽ tìm thấy được khả năng của mình. Được chưa nào? Và bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên. Các ban giám khảo sẽ high five với mọi người và chúc mọi người thành công trong bài tập. Hai ba. Ok. Và bây giờ chia đều ra nhóm bên này về phía bên này giùm chị. Và nhóm bên này về phía chạm vào cái phần cái ghế của mình. Đứng đó là vị trí của mình. Nào. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Việc đầu tiên chỉ cần mọi người động tác chạy từ vị trí đó, chạy về phía bên đây. Sau đó di chuyển trở lại. Và khi nghe tiếng còi của chị, mình sẽ đổi động tác. Được chưa ạ? Động tác kế tiếp thứ hai của mình là động tác shuffle. Như thế này. Ok. Rồi, vậy thôi. Và một cái đoạn cuối cùng chị kêu là hít đất. Thì mọi người sẽ phải nằm xuống và hít đất như vậy. Và tới có một cái động tác là hít đất và di chuyển. Hít đất và di chuyển. Nếu từ đây qua bên kia hết đường, chúng ta sẽ quay trở lại. Được chưa nào? Ok, sẵn sàng. Chạy. À rồi gối xuống. Đó là động tác kết hợp run thật là nhanh cho chị. Kết thúc cái đó, nghỉ ngơi một chút xíu, chúng ta đi set to. 3, 2, 1. Chúng ta có push up. Nhìn đây. Push up.
Là gì các bạn? Sau khi chúng ta tập luyện bài tập này xong, 8 tiếng sau vẫn còn đốt cháy năng lượng. Mình gọi đây là bài tập High Intensity Interval Training. Ok, và bây giờ chúng ta có cái gì đây? Động tác kế tiếp. Mỗi lần như vậy chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta nhìn, mọi người nhìn nhé. Ai được làm nhiều nhất, điểm thật sự cho chị để chị biết là mọi người thể lực của mọi người như thế nào. Chúng ta có động tác squat down up, ok, một lần thôi. Và khi mà chúng ta làm một lần, chúng ta sẽ nhảy lên một lần, xong chạy từ bên đây về lại, ok,
Sau đó chúng ta lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này chúng ta làm mấy cái? Hai cái. Vậy thì tư thế squat chúng ta sẽ làm mấy cái? Hai cái chân squat. Cứ thế. Và chạy lên trước, chạy về. Mỗi lần như vậy tăng lên. Một cái. Hiểu chưa? Nhạc lên, hít thở đều. Chưa? Mọi người 4, 3. Sáng sàng. Cố lên! 2! Ok. Ok. Good. Đến đây giùm chị. Con sát vào. Ai thường xuyên tập luyện vào buổi sáng? Ok. Ai tập thường vào buổi tối? Ai tập thường tập vào buổi trưa? Ok. Mọi người có biết rằng nếu cái thời khóa biểu của chúng ta thường tập vào buổi này, nhưng hôm nay buổi trưa hoặc là buổi tối, nhưng hôm nay chúng ta lại tập luyện vào buổi sáng sớm, mọi người sẽ thấy mặc dù là những buổi thường tập của mình rất là gọi là chuyên gia về tất cả mọi thứ, tuy nhiên khi mà chị đổi buổi của tụi em, mọi người cũng sẽ thành có một cái vấn đề, sẽ thở không được. Đó là cái thói quen tập luyện của mình. Và điều đặc biệt mọi người, ở bài tập này không phải ở chỗ là chúng ta làm được bao nhiêu cái. Chỉ cần muốn mọi người chỉ chạm được cái ngõ giới hạn của mình. Và mình chỉ cần bước qua cái giới hạn đó một chút xíu. Mỗi ngày chúng ta bước nhiều hơn thì thể lực của mình sẽ tăng cao hơn. Ok. Và điều quan trọng, chúng ta là một đội và chúng ta đã hoàn thành tốt cái cuộc thi ngày hôm nay. Everyone come here. One, two, three, yeah. 1, 2, 2, 3. Yeah. 2, 3. Yeah. Chúng ta vừa kết thúc cuộc hành trình cho những vòng chung kết. Và có thể là ngày hôm nay là ngày chúng ta đã có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ở Vịnh Hạ Long. Chúng ta có những cái cuộc thi, tuy nhiên chúng ta cũng có những cái khoảnh khắc chung với nhau, cùng một đội với nhau. Và chị cũng đã thấy những nụ cười của các em trong những cái thời gian đấy. Và lúc này đây thì kết quả sẽ được đưa ra để cho chúng ta, những người chiến thắng, sẽ chuẩn bị cho đêm gala. Và điều đặc biệt là tuy là chúng ta loại cho vòng thi gala, chúng ta không có cơ hội để tranh tài trong đêm gala ấy, nhưng ban tổ chức cũng rất là muốn các bạn sẽ cùng hợp tác để mà chúng ta có mặt ở đêm gala, để mà chúng ta có một cái show diễn thật là hoành tráng, thể hiện tài năng của mình, thể hiện những gì chúng ta đã được học, đã được rèn luyện. Đồng ý không nào? Và mọi người, hy vọng đến đây chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc thi của mình, cũng như cũng chưa kết thúc tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Đối với các bạn được đi vào vòng trong, cố gắng hơn nữa để chúng ta trở thành những người giỏi nhất. Và các bạn cố gắng cho cuộc sống của mình, hành trình cho bản thân của mình. Và bây giờ một lời chúc cuối cùng từ ban giám khảo, chị Annie, anh Ngọc Tình và Diệp Lâm Anh. Chúc các bạn thành công trong mọi lĩnh vực.